Cha bán thận để có tiền cho con gái đi gặp thần tượng, thậm chí đem tính mạng ra uy hiếp và đe dọa để con có thể gần gũi với nam diễn viên mà cô ngày đêm thương nhớ. Chuyện thật như đùa, cứ như là motif của những kịch bản đua idol rẻ tiền. Nhưng hóa ra đây là vụ việc hoàn toàn có thật. Chính xác là câu chuyện của gia đình Dương Lệ Quyên, một người hâm mộ, hay nói chính xác hơn là một fan cuồng của Lưu Đức Hoa. Cô gái đã từng gây chấn động châu Á bởi hành trình theo đuổi thần tượng cực đoan và cuồng si, bất chấp tiền bạc, tính mạng của cả mình và người thân để nhận về cái kết đắng. Vậy câu chuyện rốt cuộc như thế nào? Dương Lệ Quyên giờ ra sao? Và câu chuyện với Lưu Đức Hoa diễn ra ra sao? Ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Và trước khi bắt đầu, các bạn đừng quên để lại một like và một follow để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ra trên kênh. Còn bây giờ thì vào nội dung chính thôi. Dương Lệ Quyên sinh năm 1978 ở thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, là con một trong một gia đình nên Dương Lệ Quyên được cha mẹ cưng chiều hết mực. Đặc biệt cha cô là ông Dương Cần Ký luôn dành cho cô con gái một tình yêu thương vô bờ bến, sẵn sàng đáp ứng mọi mong muốn của cô mà không hề do dự hay là cân nhắc. Với ông, chỉ cần con gái vui, không điều gì là không thể thực hiện. Thậm chí khi lên lớp 7, Lệ Quyên bị bạn bè bắt nạt và nằng nặc đòi nghỉ học. Ông Ký không hề do dự, lập tức đến trường làm đơn xin thôi học cho con gái, hoàn toàn chiều theo ý muốn của con. Khi bước sang tuổi 16, Lệ Quyên bắt đầu say mê Lưu Đức Hoa, một nam diễn viên và ca sĩ nổi tiếng, người đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Lưu Đức Hoa lúc này là một trong tứ đại thiên vương của làng giải trí Hồng Kông, không chỉ khiến hàng triệu fan nữ say đắm bởi tài năng diễn xuất xuất sắc, mà còn bởi ngoại hình cuốn hút đầy nam tính. Anh trở thành biểu tượng trong lòng người hâm mộ với những bộ phim đình đám như là Thần Bài, Thiên Nhược Hữu Tình, A Phi Chính Truyện và Thần Điêu Đại Hiệp. Không chỉ tỏa sáng trên màn ảnh, Lưu Đức Hoa còn chinh phục khán giả qua những ca khúc cực kỳ ngọt ngào và đầy cảm xúc. Chất giọng ấm áp và nam tính của anh đã đưa những bản hit như là Only Know You, I Still Love You hay là Emotionally, Rich Chick, Back For You và album Andy Lau trở thành những tác phẩm để đời. Sự hoàn hảo của Lưu Đức Hoa khiến cho Dương Lệ Quyên không thể tránh khỏi việc rơi vào lưới tình, dù đó chỉ là tình yêu đơn phương, tình cảm của một người hâm mộ. Tuy nhiên, cô không thỏa mãn với việc chỉ ngắm nhìn thần tượng qua màn hình TV hay những trang báo. Trong lòng, Lệ Quyên luôn nung nấu ước mơ được gặp Lưu Đức Hoa ngoài đời thực, được trò chuyện và chia sẻ với anh về những giấc mơ mà trong đó anh luôn là nam chính. Khát khao ấy lớn đến mức cô từng tuyên bố rằng nếu không thể gặp mặt Lưu Đức Hoa, cô sẽ không bao giờ kết hôn. Khi biết về tình cảm mãnh liệt của con gái dành cho Lưu Đức Hoa, cha mẹ của Lệ Quyên không những không ngăn cản mà còn âm thầm ủng hộ. Đặc biệt ông Dương Cần Ký, cha cô, đã lên kế hoạch chi tiết để giúp con gái thực hiện ước mơ gặp thần tượng. Ông sẵn sàng xin nghỉ hưu sớm, dành toàn bộ số tiền mà hai vợ chồng đã vất vả tích góp trong nhiều năm để cùng con gái đi khắp nơi, hy vọng có thể gặp được Lưu Đức Hoa ngoài đời. Trong lần đầu tiên, ông Ký cố gắng gom góp khoảng 9.900 nhân dân tệ để đăng ký cho con gái tham gia một đoàn du lịch sang Hồng Kông với hy vọng cô có thể gặp được Lưu Đức Hoa. Tuy nhiên, chuyến đi đó lại không mang lại kết quả như mong đợi. Dương Lệ Quyên không gặp được Lưu Đức Hoa và trở về trong nỗi thất vọng tràn trề. Cô luôn chìm đắm trong tâm trạng buồn bã, mất hết hứng thú với mọi thứ xung quanh. Thấy con gái suy sụp tinh thần, ông Ký vì quá thương con đã đưa ra quyết định táo bạo, bán cả căn nhà, chuyển sang sống nhà thuê chật hẹp chỉ để con gái có thêm cơ hội được gặp thần tượng. Mãi đến năm 2004, cơ hội mới lại đến khi Lưu Đức Hoa tổ chức một chuyến lưu diễn ở Bắc Kinh. Đây là lần đầu tiên Dương Lệ Quyên có thể tận mắt nhìn thấy thần tượng bằng xương bằng thịt sau bao năm mơ ước. Đứng giữa đám đông khán giả cuồng nhiệt, cô cuối cùng cũng đã thấy được hình bóng của Lưu Đức Hoa, nhưng chỉ từ xa. An ninh thắt chặt và lực lượng khán giả quá lớn khiến cô không thể tiếp cận anh. Trở về nhà với tâm trạng chán nản và tuyệt vọng, trong lòng Dương Lệ Quyên vẫn luôn nung nấu một khao khát cháy bỏng, được gặp gỡ Lưu Đức Hoa ở khoảng cách gần, được trò chuyện và bày tỏ tình cảm với người mà nhiều năm cô ngưỡng mộ. Tuy nhiên vào lúc này gia đình họ Dương đã rơi vào cảnh kiệt quệ. Tất cả tài sản mà ông Ký dành dụm bao nhiêu năm đã tiêu tán để chiều lòng con gái, đưa cô đi tìm kiếm cơ hội gặp thần tượng. Nợ cũ chưa trả, tiền bạc cạn kiệt và gánh nặng càng thêm chồng chất khi vợ ông lâm bệnh nặng. Không còn cách nào khác, ông Ký trong cơn tuyệt vọng đã quyết định làm một điều không tưởng. Vào tháng 3 năm 2006, ông đến bệnh viện xin bán thận để lấy tiền giúp con gái tiếp tục theo đuổi giấc mơ gặp Lưu Đức Hoa.
Tuy nhiên mong muốn của ông đã bị từ chối. Buồn bã và thất vọng, ông trở về nhà mang theo nỗi đau không chỉ vì hoàn cảnh gia đình kiệt quệ, mà còn vì giấc mơ của con gái dường như đang ngày càng xa vời và không thể thực hiện. Đến ngày 25 tháng 3 năm 2007, ông Dương cần ký vay tiếp 11.000 nhân dân tệ, là khoảng 30 triệu đồng, để đưa con sang Hồng Kông, với hy vọng tham dự buổi giao lưu cùng Lữ Lục Hoa, giúp con thực hiện giấc mơ bấy lâu nay. Dương Lệ Quyên đã được tiến lên sân khấu chụp hình cùng Lưu Đức Hoa, nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó. Cô không có cơ hội nào để tâm sự cùng nam diễn viên. Cứ ngỡ sẽ chinh phục được thần tượng từ ánh mắt đầu tiên và khiến anh yêu cô, thế nhưng tất cả mọi thứ chỉ là mộng tưởng. Dương Lệ Quyên cũng như những khán giả khác được an ninh mời xuống sau khi chụp ảnh xong. Yêu cầu gặp riêng Lưu Đức Hoa của Lệ Quyên cũng bị từ chối một cách thẳng thừng. Suy sụp và tan vỡ là cảm xúc của Lệ Quyên lúc này. Cha của cô cũng không khá hơn khi chứng kiến cô con gái mà ông hết mực yêu thương đang đau khổ. Ở tuổi 70, khi đã hoàn toàn kiệt quệ cả về tài chính lẫn tinh thần, ông Dương Cần Ký đưa ra một quyết định đầy bi kịch, dùng chính mạng sống của mình để ép Lưu Đức Hoa gặp con gái. Vào ngày 26 tháng 3 năm 2007, ông viết một bức thư tuyệt mệnh rồi nhảy xuống biển ở Hồng Kông, khép lại cuộc đời mình trong nỗi đau và tuyệt vọng. Bức thư tuyệt mệnh dài 7 trang của ông Ký là tiếng lòng đau đớn của một người cha suốt 13 năm dòng cùng con gái theo đuổi giấc mơ gặp gỡ thần tượng. Ông Ký kể lại chi tiết những chuyến đi xa xôi, những khoản tiền vay mượn để những hy vọng nhen nhóm rồi lại tan vỡ. Tất cả đều được ghi lại với nỗi uất ức và đau khổ không lời nào tả xiết. Không chỉ dừng lại ở việc thuật lại hành trình đầy gian nan ấy, ông Ký còn gửi gắm trong thư lời buộc tội nặng nề dành cho Lưu Đức Hoa, cho rằng nam diễn viên đã quá ích kỷ. Trong mắt ông, Lưu Đức Hoa đã không đáp lại tình cảm chân thành, hay ít nhất là không dành cho cô con gái của ông một cuộc gặp gỡ riêng tư để an ủi. Với ông, sự thờ ơ đó đã đẩy gia đình của ông vào tình cảnh bi thảm, và chính sự lạnh lùng ấy đã dồn ông vào con đường cùng, khiến ông phải chọn cách kết thúc cuộc đời mình để giải quyết nỗi đau quá lớn. Bức thư tuyệt mệnh và câu chuyện bi kịch của Dương Lệ Quyên đã ngay lập tức khiến Lưu Đức Hoa đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội từ công chúng. Dù không trực tiếp gây ra cái chết của ông Dương Cần Ký, nam diễn viên vẫn bị gắn mác vô cảm và ích kỷ khi từ chối những lời cầu xin của một fan hâm mộ cuồng nhiệt. Sự việc đã làm chao đảo sự nghiệp của Lưu Đức Hoa suốt nhiều năm, khiến anh trải qua một quãng thời gian khó khăn trước khi có thể lấy lại sự ổn định trong giới giải trí. Sau cái chết của cha, thay vì tỉnh ngộ trước bi kịch của gia đình, Dương Lệ Quyên lại tiếp tục chìm đắm trong sự mê muội. Cô không chỉ đau buồn mà còn quyết định đâm đơn kiện Lưu Đức Hoa với lý do anh đã gián tiếp đẩy gia đình cô vào cảnh khó khăn và tàn nát. Tuy nhiên, vụ kiện nhanh chóng bị tòa án bác bỏ vì lý do vô căn cứ và thiếu tình hợp lý. Vụ việc này đã gây chấn động toàn châu Á trong một khoảng thời gian dài. Và ở thời điểm hiện tại, khi đã bước sang độ tuổi U50, Dương Lệ Quyên đã bày tỏ sự hối hận về những hành động, suy nghĩ của mình trong quá khứ. Cô chia sẻ không hiểu vì sao ngày xưa bản thân lại có thể hành động như vậy. Điều đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời cô. Được biết sau biến cố gia đình và những sóng gió không mong muốn, Dương Lệ Quyên đã quyết định trở về quê hương Lan Châu để sống cùng mẹ. Tại đây cô bắt đầu một cuộc sống bình dị hơn, tạm gác lại những giấc mơ về thần tượng xa vời. Lệ Quyên tìm được một công việc khiêm tốn, làm nhân viên bán hàng trong một siêu thị. Sau những năm tháng cuồng nhiệt đuổi theo giấc mơ không thành, cùng với những bi kịch đã đẩy gia đình vào cảnh tan nát, cô chọn cho mình một cuộc sống bình lặng và kín đáo hơn. Nhắc về người cha quá cố, cô cho biết: "Cái chết của cha là vết thương lớn trong lòng tôi. Giờ tôi chỉ có thể chuộc lỗi bằng cách bù đắp cho mẹ mình trong tương lai. Mỗi ngày tôi cố sống cuộc sống thanh thản, những sự ảo mộng, mơ mộng đã phải nhường chỗ cho thực tế." Có thể thấy rằng vụ việc của Dương Lệ Quyên là một bài học sâu sắc cho những người hâm mộ cuồng nhiệt, những ai xem thần tượng của mình là tất cả, đặt họ lên trên mọi điều trong cuộc sống. Đây cũng là một hồi chuông cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh, nhắc nhở họ về hệ lụy nghiêm trọng khi nuông chiều con cái quá mức mà không đặt ra giới hạn. Sự nuông chiều mù quáng có thể dẫn đến những kết cục đau lòng và cắn cay, như câu chuyện bi kịch của gia đình Dương Lệ Quyên là một minh chứng rõ nét. Nếu như bạn biết thêm thông tin gì liên quan đến câu chuyện này nữa, thì đừng ngần ngại mà hãy comment bên dưới để chúng ta cùng bàn luận thêm nha. Đó là tất cả những gì có trong video ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy hay, nhớ để lại một like và một follow cho ekip của tụi mình và đón chờ những video mới nhất ra ở trên kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.